Mua đây đây đẹp à. Kim. Mua đi, mua đi kiếm trả cho. Mua đi. Vậy là đứa nào mua kiện cũng trả hết không kiện. Ừ, mua đi. Kiếm trả nha. Kiếm trả là sẽ mua nè. Mua đi. Ồ. Mẹ ta chạch súng nói á. À, cầu mua cái kia đó, cái bên kia đó. Cái một cái gai 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 lên á. Mua đó tài với mấy kia mà quậy cho quỳ lên. Kỹ nha. Kiểm trả mà cô xuống đưa tiền. Ok, chúng tôi chạy cửa sống cho bà vàng. Mắt xà đó là mắt xà chứ, mắt xà bụng gì vậy? Rồi, cũng lần tiền tụi bay cái nào là cái chỗ này vàng hay hết. Nè, có cái nào không được. Kim. Mua cái gì đó nè. Đi Kim, nhóc cái này đẹp nè, đi Kim. Đẹp biết mình đi Hà Tiên. Nước không có sao, tại mình chưa mình tính mua mà cho nó nứt rồi mình không có giá tiền. Nên làm bọn gì trời? Hả? Muốn gì? Mắng lên, mắng lên rồi, mắng lên đi chị. Mua nào mua cái đi. Cái kêu là mua hộp kim cương mấy kêu kim ơi. Hộp kim cương mở ra. Hộp tròn nha, tròn mở ra, hộp kim cương mở ra. Cái đó đi. Mua một cái đi. Cái đi, mua một cái đi. Lấy cái nào lấy đi. Không, bỏ đó hay kiểu này. Cái này cũng đẹp lắm nè. Lấy hộp lớn. Dạ. Cái gì chứ. Giá tiền luôn đó. Cũng như ăn tiền. Rồi lấy nào rồi lấy đi.